Thưa quý vị và các bạn, buổi diễn mang tên Chào Paris, Bonjour Paris đã do nữ ca sĩ Sophie Delmas và nam nghệ sĩ piano Franck Monbaylet đảm nhiệm. Je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. D'habitude.